Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Những vấn đề Việt Nam hôm nay. Thưa quý vị, trong cái chương trình này, tôi xin thưa chuyện với quý vị về vấn đề giáo dục Việt Nam và chúng tôi đã mời vị khách đã đến để tham dự cái chương trình phỏng vấn của chúng tôi hôm nay là giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Thưa quý vị cũng biết là giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, thời ở Việt Nam, ông đã từng dạy đại học và đã là Tổng Giám đốc Việt Nam Thông tấn xã về cái lĩnh vực truyền thông ở tại Hoa Kỳ. Ngoài vấn đề dạy các trường đại học ở Hoa Kỳ, ông còn là một cựu giám đốc của chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Á Châu, chương trình tiếng Việt. Tuy nhiên, quý vị cũng biết rằng là ngoài cái lĩnh vực truyền thông ra, giáo sư Bích còn là một chuyên viên về vấn đề văn học Việt Nam. Và ông đã là một trong những số người nhà giáo Việt Nam nghiên cứu tường tận về vấn đề cái nền giáo dục Việt Nam từ sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam chiếm được Việt Nam từ năm 1975 cho đến bây giờ. Vậy thì trong sau 36 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm được cái gì cho cái nền giáo dục Việt Nam? Quý vị cũng biết là muốn xây dựng đất nước thì phải có một cái tầng lớp trí thức giỏi và những con người Việt Nam giỏi về vấn đề học vấn. Tuy nhiên, cái nền giáo dục Việt Nam càng ngày càng đi xuống và các vị nhà giáo Việt Nam trong số đó có một cựu phó chủ tịch nước là bà Nguyễn Thị Bình đã lên tiếng chỉ trích gay gắt cái nền giáo dục hiện đại của Việt Nam. Và vì vậy, chúng tôi đã mời vị khách của chúng tôi hôm nay là giáo sư Nguyễn Ngọc Bích để đến để phỏng vấn về cái vấn đề giáo dục. Tại sao cái nền giáo dục Việt Nam càng ngày nó càng đi xuống như thế? Tôi xin kính chào giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Trước hết xin kính chào quý giả Phạm Trần cũng như là quý khán thính giả của Đài SBTN. Hôm nay là tôi rất vui là vì cái ngành giáo dục thì nó là cái ngành của chúng tôi đã đi làm cái nghề này trong mấy chục năm, thì thành ra là rất là xót xa đối với chuyện gì nó đang xảy ra trong nước. Vâng. Vâng, thưa giáo sư, tôi xin đặt cái câu hỏi đầu tiên với giáo sư là giáo sư cũng biết rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam từ cái đại hội thứ 8, tức là 15 năm trước đây, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề cái vấn đề là giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là cái quốc sách hàng đầu, tức là ưu tiên trong tất cả mọi cái chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, là muốn giáo dục con người cho nó đàng hoàng để mà xây dựng đất nước. Nhưng mà tuy nhiên từ hồi đó cho đến bây giờ, tức là từ cái năm cái đại hội thứ 8 cho đến bây giờ mà đã hơn 15 năm rồi, mà cái nền giáo dục Việt Nam càng ngày càng đi xuống. Thưa giáo sư, cái nguyên nhân tại sao như vậy, thưa giáo sư? Thưa, cái việc đầu tiên đấy là cái Đảng Cộng sản Việt Nam họ vẫn có cái tính cách nó gọi là nói một đằng làm một nẻo. Vâng. Họ nói nhưng mà họ không hiểu họ nói cái gì cả. Bây giờ tôi chỉ lấy hai cái yếu tố ở trong cái quyết nghị đó của cái đại hội giữa 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, tức là năm 1996 đó. Họ nói đến khoa học và công nghệ Việt Nam. Chúng ta biết rằng là khoa học Việt Nam gần như bây giờ không có. Vâng. Còn về công nghệ, trước kia ta còn làm được cái xe đạp, bây giờ ta không cả làm được nổi cái xe đạp. Vâng. Thế thì bây giờ mình cứ nói đến những cái chuyện đó làm gì cho nó buồn phiền, nếu mà mình không thực sự nói đến cái chuyện nó xảy ra như trước mắt ở trong nước. Vâng. 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 Vâng, nếu như thế thì thưa giáo sư, là sau cái đại hội Đảng thứ 11, tức là hồi tháng Giêng năm nay đó. Vâng. Thì Việt Nam lại nổi lên một cái phong trào thảo luận về cái vấn đề làm sao để mà xây dựng một cái chương trình giáo dục mới. Nhưng mà từ đó cho bây giờ, từ tháng Giêng cho đến bây giờ đã gần hết một năm rồi. Mà tôi chưa thấy cái Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đưa ra được một cái đề án nào để mà gọi là xây dựng cái chương trình giáo dục mới. Mà trong khi đó thì bà nguyên phó chủ tịch nước là bà Nguyễn Thị Bình đã vào một nhà giáo toán học nổi tiếng của Việt Nam, không những là của Việt Nam mà của cả thế giới nữa, thì nói rằng là cái nền giáo dục của Việt Nam ấy, là muốn thay đổi thì phải thay đổi tận gốc rễ, là bởi vì cái sứ mạng giáo dục ấy mà người ta nói rằng là nó có cái không thể nào mà độ thay đổi từ cái ngọn được, mà phải thay đổi từ cái gốc của nó. Thì thưa giáo sư, nếu mà cái nền giáo dục nó yếu kém như vậy đó, mà rồi thì cái đó nó là do cái chính sách hay là do cái mục tiêu giáo dục đào tạo, hay là chỉ vì cái Đảng Cộng sản muốn hồng hơn là chuyên, cho nên rằng là cái nền giáo dục càng ngày nó mới càng bê bối đến như thế, thưa giáo sư? Thưa, cái tội lớn nhất ở trong các nước Cộng sản Việt Nam ấy, cũng như trong hầu hết các nước Cộng sản ấy, là họ thích các chiến dịch. Vâng. Thế thì thành ra là chiến dịch bao giờ cũng có nổi lên chiến dịch này, nổi lên chiến dịch kia. Nhưng mà chúng ta đã nghe biết bao nhiêu chiến dịch chống tham nhũng. Vâng. Chiến dịch về giáo dục, chiến dịch về đủ các thứ lĩnh vực. Nhưng mà
xét vào đó, thì họ làm gì với những cái chiến dịch đó đó, thì đó chữ gọi là sau một thời gian ấy, thì nó lại vũ như cần nữa. Vâng. Nó cứ vận như cũ, không có chuyện gì đổi thay cả. Vâng. Nó thổi phồng lên để cái là tổ chức, nào là hội thảo, nào là quyết nghị, nào là để kia vân vân. Nhưng mà những cái chiến dịch như chiến dịch học về đạo đức Hồ Chí Minh ấy, thì chúng ta thấy rằng là cứ thổi lên cho từ nó năm vui. 2007 không, vâng. Còn trước đó nữa. Vâng, 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 học Bác thì qua rộng vào ngay từ đầu. Vâng. Nhưng mà không có chuyện gì xảy ra cả. Vâng, vâng. Mà có lẽ cũng không xảy ra là phải, tại vì học Bác thì nguy hiểm lắm. thế là những cái chiến dịch đấy như vậy, chính thật đó là để mà bàn vào trong cụ thể của cái vấn đề này. Ở đây thì chúng ta phải nói rằng là nó đòi hỏi nhiều, nhiều điều kiện lắm. Bà Nguyễn Thị Bình, tức là cựu phó chủ tịch nước ấy, thì bà nói rất đúng là cái rằng là nó phải là một cái, bà cũng lại nhắc luôn cái nghị quyết của đại hội đó, tức là phải đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân. Vâng. Và thì nói thì rất là hay. Vâng. Thế nhưng mà khổ cái giờ khi đi vào trong chi tiết ấy, đọc ngay cũng bà Nguyễn Thị Bình ấy, thì bà lại nhắc lại cái quyết nghị của đại hội đảng. Thế xong rồi thì bà lại bảo cũng dựa vào những cái sự như là chồng người, ý tưởng chồng người của Hồ Chí Minh vân vân vân, thì thành ra cuối cùng nó chẳng có gì đấy đổi thay cả. Nó chỉ làm lên cho người ta ấy, trong khi đó mình nhìn vào trong cái cụ thể mình thấy gì. Trước kia ông Nguyễn Thiện Nhân ấy, ông còn được làm phó thủ tướng, tức là cứ nâng cái vấn đề giáo dục lên cái cấp cao hơn. Vâng. Bây giờ lại không có ông phó thủ tướng nào lo về vấn đề giáo dục cả. Vâng. Bây giờ lại còn cái ông như là ông Phạm Vũ Luận, bây giờ là bộ trưởng giáo dục đào tạo đó. Vâng. Mà khi ông nghe cái tình trạng cả nước nghĩa là 98% là dưới trung bình về sử, thì ông bảo rằng là hàng ngàn điểm zero về môn sử là bình thường. Vâng. Thế thì với cái người cầm đầu của một cái ngành mà nó có những cái quan niệm mà nghĩa là vô duyên đến như vậy đó. Vâng. Thì bây giờ bảo là sao nó khá được, không có cách nào mà nó khá được ở trong cái tình trạng mà nghĩa là từ cái người cầm đầu cái chế độ về giáo dục đó mà có những cái sự suy xét mà nó thiếu căn bản đến như vậy. Thế xong thì họ lại ngay trong giáo dục bây giờ nó cũng có những cái nó gọi là cái chủ nghĩa thành tích, nghĩa là làm sao mà nghĩa là 98, 99, 100% tốt nghiệp. Vâng, tốt nghiệp. Vâng. Thế nhưng mà xét vào trong thành tích số điểm số điếc ấy, thì nó tệ hại vô cùng, nhưng vâng, mà chúng tôi vẫn tốt nghiệp. Vâng. Thế xong rồi thì khi mà nói đến cứ phải để cải tổ giáo dục ấy, thì tôi thấy một con số mà tôi nghe tôi dựng tóc gáy lên, là tôi thấy rằng là họ tính tiêu đến 70.000 tỷ. Đúng rồi. Vâng. Đồng Việt Nam. Vâng. Vào sách giáo khoa. Vâng. Nhưng mà không ai hiểu cái cải cách giáo dục nó như thế nào. Thế thì bây giờ làm sao viết được sách giáo khoa? Vâng. Tại sao đâu? Lại vì 70.000 tỷ thì có nhiều tiền để chia được cho mọi người viết. Vâng. Lách. Vâng. Mà những cái cuốn sách giáo khoa mà nghĩa là nói như là nhà toán học Phạm Toàn. Vâng. Thì ông bảo là ông phải viết lại nguyên con hết cả cái chương. Vâng. Trình học. Vâng. Là tại vì giờ tất cả những cuốn sách mà hiện giờ nó có trong thị trường nó vô cùng là tệ hại. Vâng. Thế thì dụ như ông Hà Văn Thịnh, tức là một nhà giáo ở Huế đó. Vâng. Ông cũng bảo tôi đọc lại những cái sách sử đó thì nó vô duyên, nó vô nghĩa lý, nó sai hết, đến rồi thì những cái đề thi cũng hoàn toàn không thể nào hiểu được, tại vì giờ là thầy giáo còn không trả lời được, chính ông Hà Văn Thịnh cũng bảo có những câu hỏi chính tôi không trả lời được, bây giờ là sao học trò nó trả lời được. Vâng. Vâng, vâng, nói đến cái vấn đề đó thì thưa giáo sư, là trong cái ngày 31 tháng 8 vừa rồi đó. Vâng. Thì cái ban tuyên giáo trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là coi về vấn đề tư tưởng. Vâng. Của đảng đấy, và đã phối hợp với cái tờ báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì cũng là một cái cơ quan tuyên truyền. Vâng. Chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ tổ chức một cái cuộc thảo luận gồm toàn những cái cấp về vấn đề tư tưởng. Vâng. Lãnh đạo trong đảng. Họ muốn tìm ra một cái triết lý giáo dục Việt Nam. Thế nhưng mà khi mà tôi đọc những cái tài liệu của họ thì thật sự ra tôi cũng không hiểu là họ nói cái gì, là bởi vì họ cũng không muốn nêu ra được cái gì thế nào gọi là cái triết lý giáo dục Việt Nam. Trong khi đó, là bởi vì mình đã nói đến cái bà Nguyễn Thị Bình từ nãy đến giờ, và cũng chỉ vì bà ấy viết nhiều bài trong cái thời gian gần đây về vấn đề giáo dục, thì tôi muốn trích dẫn cái lời nói của bà ấy là trong vào cái ngày mùng 6 tháng 10 trên cái báo Tia Sáng, là cái báo được gọi là cái báo mà quy tụ những cái số trí thức ở trong nước mà viết cho cái Bộ Khoa học và Công nghệ đó. Thì bà có phê bình như thế này: đối chiếu với thực trạng giáo dục của nước nhà và những yêu cầu của đất nước và dân tộc kỳ vọng ở hệ thống giáo dục,
tôi thấy điều tốt, cốt lõi rất cần là phải nhấn mạnh lúc này là dạy và học làm người, chứ không thể lấy thi cử và bằng cấp làm cứu cánh che lấp sứ mạng và mục tiêu phát triển nhân cách của nhà trường. Thì đồng thời đó, thì ông ấy nói rằng là, ở bài nói rằng là cái vấn đề đó là làm sao để mà đào tạo cái con người Việt Nam, tức là cái con người từ lớp trẻ tuổi, làm sao cho họ hiểu được họ làm cái gì cho đất nước. Thế như vậy thì thưa giáo sư, tôi không hiểu là chẳng nhẽ là cái nền giáo dục Việt Nam đó, từ trước đến giờ đó, họ không dạy học trò làm người ấy là làm sao? Hay là họ chỉ dạy những cái chuyện gì đâu đó, mà đến nỗi mà cái giới trẻ Việt Nam như bây giờ đó, thì giáo sư cũng thấy rằng ở trong cái tình trạng mà tôi cho rằng là về vấn đề giáo dục gia đình hết sức là tệ hại. Và từ cái giáo dục gia đình đó ra xã hội thì các em đã có những cái hành động mà mình không thể tưởng tượng được, là trong hơn 20 năm ở Việt Nam, tôi chưa bao giờ thấy trẻ em Việt Nam lại tệ hại đến cái mức bây giờ, là sử dụng những ngôn ngữ hết sức là thiếu giáo dục ở trên đường phố, ở trong nhà trường, đối với cha mẹ cũng như đối với đồng bạn. Thế thì nếu mà cái tình trạng giáo dục nó như thế đó, thì cái tuổi trẻ Việt Nam sẽ đi về đâu trong cái tương lai của xã hội Việt Nam thưa giáo sư? Dạ vâng. Thế thực sự ra ở trong một cái thế giới cộng sản như nước Việt Nam bây giờ đó, thì bao giờ nó có cái hiện tượng rằng là cái giáo dục gia đình ấy, nó không ăn khớp với cái giáo dục của nhà trường. Tại sao cái giáo dục của miền Nam trước kia nó được đánh giá cao ấy, là tại vì rằng là cái điều mình học ở trong gia đình ấy, vào nhà trường nó được củng cố, và ngược lại cái điều mình học từ nhà trường thì về gia đình cũng được củng cố. Thì đứa trẻ thì bao giờ nó cũng tinh lắm, nó nhìn thấy cái đó nó bảo thì ra tất cả cái xã hội họ đồng thuận với nhau về một số vấn đề, và chúng ta muốn để mà ăn khớp vào trong cái xã hội đó, chúng ta phải sống theo những cái tiêu chuẩn của cái xã hội đó. Ngược lại với cái xã hội Việt Nam bây giờ đó, trừ một số gia đình truyền thống thì còn giữ được cái giáo dục gia đình đứng đắn, thế nhưng mà họ chỉ ấy là trong gia đình thôi, nó vào nhà trường ấy thì nó trông thấy một cái mẫu mực khác. Và nhà trường ấy thì không có dạy những cái vấn đề đạo đức. Một trong cái điểm mà chúng ta biết được ấy là sau khi Cộng sản nó vào miền Nam năm 1975, lúc bây giờ nó mới đem ra trở lại ra miền Bắc cái châm ngôn gọi là tiên học lễ hậu học văn. Trước kia nó không có học lễ. Thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng ở đây và tôi xin kính mời quý vị đón xem phần kế tiếp.